Hello anh em, nay thì ta làm về dòng Skyline nhá. Skyline trong game thì chia làm bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4 thì như là 4 gọi là model. Thì cái dòng thứ nhất là Skyline GP. Thì đại diện có GP này, Death Dragon và cầu Gold. Gold thì mình không có. Nên là chỉ có hai khẩu này đại diện thôi. Dòng thứ hai là Skyline Black, Ultimate Silver và một vài khẩu khác không nhớ tên nữa. Hình như có khẩu Gold Smith nữa. Dòng thứ ba là khẩu dòng của khẩu Skyline URSS này. Khẩu này này. Và có một khẩu màu bạc nữa. Không có họa tiết đỏ. Nó y chang như này luôn. Nhưng mà không có họa tiết đỏ và hình như là lượng đạn cũng y chang luôn. Đấy. Còn dòng thứ 5 là dòng mới ra này, Elite. Còn cây Heavy Red Dragon này thì mình cũng tính không tính nó là một dòng khác đâu. Bởi vì nó nhìn nó cách bắn là nó y chang Skyline gốc này này. Đấy, còn VIP thì hàng VIP thì thuộc vào Skyline GP rồi. Nó chỉ thêm cái tay cầm và đổi nâng cấp cái cách bắn thôi. Đấy. Và hiện tại thì ta sẽ làm một Skyline Black này. Ultimate Silver URSS. Cây Skyline Elite và VIP. Còn khẩu GP với khẩu Red Dragon và Heavy này thì để làm sau đi. Bởi vì là chưa có thời gian. Đấy. Rồi, đầu tiên là Skyline Black đi. Thì cái báu vật này xuất hiện từ lâu rồi. Và lượng đạn của nó thì khá là nhiều, tận 3 băng. Sau nữa một lớp skin màu đen than khá là xịn, nhìn khá là cứng chắc. Đấy. Cái này thuộc lớp Skyline mới. Nói chung sấy thì không tốt lắm, nhưng mà táp thì được. Còn cái này thuộc dòng Skyline mới nha, không phải dòng Skyline cũ đâu. Và nói chung là cũng ít người bắn cây này lắm. Cây này mà có thêm cái Silent nữa thì ngon. Nhưng mà để mà sấy thì không ăn thua. Cái này để lấy đầu thì được. Đấy, đấy à. Táp cũng phải rất là díu. Và nói chung là để mà sở hữu khẩu này thì ngày xưa hình như có một sự kiện free nào đấy tôi được cho khẩu này. Còn hiện tại thì cây này tuyệt chủng mẹ rồi. Vớ vẩn lại sống ạ. Thôi xong rồi. Chạy đi, chạy đi. Làm gì đây? Làm gì đây? Anh ơi. Chị ơi.
xịt con mẹ cái lồn gì đây. What? Xe. Có thằng lồn nào ở đây không? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mày. Ấy. Ôi đi con mẹ đâu. Ok, tiếp theo là khẩu Skyline Ultimate Sliver à. Cây này thì cũng ra gọi là cũng được một thời gian rồi. Và hình như trước thì nó cho vào trong phiếu free của phiếu quay quả cầu may mắn ấy. Nói chung là như Skyline Black thôi, chỉ là ít đạn hơn và skin khác. Vậy thôi. Còn về cách quay, quay hay sở hữu hay là nó ra thời gian nào thì không nhớ nữa. Chỉ nhớ là nó nằm trong phiếu đổi thưởng may mắn free. Và lúc đấy thì nhanh tay đổi được một khẩu. Đấy. Trời ơi, phê. Trời ơi, phê quá. Mù cái đéo gì. Chạy đi ông ơi. Mẹ mày, mất quả bom. Tê. Đẹp vội đi. Sẽ phê quá. Sẽ mù tì. Trời ơi. Trời ơi, chết cha chúng mày. Trốn hết rồi. Chúng mày. Ôi trời ơi, đỏ vãi luôn. Vào đây, chơi tất. Ôi, đi con mẹ. Ôi. Mà cuối thằng kia đâu ra ở đây. Cầm cái đao rõ to mà không dám xiên rồm nào. Tốc độ chuột nó phải hơi nhạy đấy. Anh ơi. Đâu rồi? Ồ. Nó xiên mẹ luôn rồi. Chạy. Ê, thằng tư kia. Có thằng nấp đây phải không? Ừ. Đâu rồi? Úi dồi ôi, nát tươm luôn. Mày. Chạy đâu? Tư này.
Ừ. Ngon, nó phải thế nhé. Mày này, con mẹ mày, đâu? Thôi đi con mẹ, phải lộn thật. À, dòng Skyline thứ ba của đột kích là đại diện là cây này này, Skyline Ultimate Sliver Red Smith, à tên hơi dài đi. Nó được nó xuất hiện trong quả cầu may mắn tùy chọn của năm ngoái 2022. Cây này thì sấy được đường đạn đầm và đam to, ngoại hình cũng bắt mắt. Cái này có một đại diện nữa là cũng khẩu này nhưng mà họa tiết không có màu đỏ đâu, không có chữ Z ở trong tên, thế rồi. Và nói chung cây này là một cây đáng để quay đi. Và còn nó ra năm nào và nó xuất hiện trong quả cầu may mắn nào và từ năm nào thì mình không nhớ, nhưng mà có đây thì nhân tiện mình review luôn. Ơi anh bạn làm gì vậy? Sao lại có những cái thành phần nấp thế này nhỉ? Mày bám ra như đỉa vậy. Ít bại trong mày. Chúng mày có cửa với chúng này đâu. Ơi mẹ nó nhảy hụt phát đi luôn ạ. Tớ yếu à, tớ yếu thế thôi. Ui giời. Ông kia vào xong ra là sao? Em bỏ nó bốn rồi, em bỏ bốn. Có cái nịt. Ôi giời ơi, súng này mà thủ con gì bằng nữa. Vẫn lì à? Vẫn muốn nếm đạn Skyline à? Tao cho chúng mày nếm. Mày chết bao nhiêu lần rồi, vẫn lì cơ.
ở đây cũng được. Ăn nãy giờ cũng phê rồi. Úi giời ơi. Và đây là con Skyline khá là lạ ở trong vòng quay Sapphire 3Z Thiên Sứ. Và mình quay 4 quả để ra cái quả nợ này, Skyline Elite. Cây này nằm trong bộ báu vật Elite đấy. Mà báu vật Elite thì chắc chắn là ngon rồi, nhưng mà cây này thì không. Cây này sấy hơi giật, scope thì bắn cũng vớ vẩn lắm. Nhưng mà được cái nó nhiều đạn vách nồi. Và cái này phù hợp để thủ thôi. Và bắn C4. Còn zombie thì đưa vào cho đẹp chứ săn gì khẩu này. Anh em muốn sở hữu thì ở trong vòng quay 3Z Thiên Sứ nha. Loại này nhiều đạn chỉ để thấy thôi làm gì. Tao cũng chỉ làm được con thế thôi. Mấy con lợn này. Mấy con lợn này. Đây. Nóng thế. Nóng thế. Úi trời ơi. Tao té. Trời ơi. Quay là có rồi. Ba quẹt nữa. Úi giời ơi. Ai. Đây nó. Ôi địt mẹ. Săn đi. Hảo vãi kít ạ. Lên đi, có tao rồi. Đúng mày này. Trời ơi. Đúng mày vào đây. Đúng mày. Đúng mày à. Úi trời, phê. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu con hàng đẳng cấp nhất của dòng Skyline. Đấy là Bạch Hổ. Con này thì ra mắt năm 2021 à? À đầu tháng 3 năm 2022 chứ, cũng không nhớ nữa.
Con này thì là hàng VIP và có rất nhiều đặc quyền. Thứ nhất là ở trong AI để bắn không giật và tính chí mạng và hồi máu như kiểu M4 là một con bet ấy. Và anh em đi AI dùng cây này thay thế cho con bet rất nhiều, bởi vì là cây này bắn được luôn trong AI chứ không phải chỉ để búp cho vui thôi. Đấy, còn cây này thì lại là thuộc dòng Scarlet đầu tiên đấy, dòng thứ nhất của đất kích ấy. Thì nó là bản nâng cấp của Scarlet GP này. Nhìn cái modern này là biết của Scarlet GP rồi. Nhìn nó giống mà chỉ khác cái tay cầm thôi. Mà thật sự rất là ảo là ở trong game góc nhìn của mình nhìn ra ấy, tức là góc nhìn thứ nhất ấy, thì Scarlet GP sẽ không có tay cầm đâu. Nhưng mà khi mà nhìn từ ngoài vào thì chúng ta lại thấy nhân vật cầm tay cầm tay cầm một cu ảo vãi cứt. Đấy, cái này có cả cận chiến luôn nhá. Đấy, nói chung là bắn C4 thì cái này không đục thùng full dam được, nhưng mà táp khá là ngon. Còn sấy thì nó cũng được cải thiện nhiều. Còn cái dòng Scarlet GP sấy thì nó giật ối ôi luôn. Đại đê. Ôi trời ơi, xong xuôi.